hiện tại thì Kim Tú đang có mặt ở tỉnh Long An. Và hôm nay thì Kim Tú và người bạn đặc biệt đến từ Phú Nông sẽ đi thăm các đại lý ở Long An. Và mời quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi hành trình hết sức ý nghĩa và mang nhiều tiếng cười này nhé. Chuẩn bị đầu năm mới thì công ty chúc cái đại lý nhà mình là phát triển ngày càng lớn mạnh hơn nữa, và là năm mới đến thì chúc cho gia đình cũng như anh chị đây thật nhiều may mắn và dồi dào sức khỏe. Dạ, trân trọng cảm ơn. Rồi, cảm ơn thay mặt gia đình cũng cảm ơn công ty đã đến đây thăm gia đình, thì chúc công ty năm mới làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Dịp năm mới thì em cũng xin được về công ty cảm ơn chị đã luôn đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian vừa qua, và cũng kính chúc chị và quý gia đình dồi dào sức khỏe, cửa hàng mình ngày càng mua mây bán đất, và hy vọng và hợp tác với công ty bên mình sẽ ngày càng doanh số cao hơn nữa. Rồi dạ. Cũng vậy, thay mặt đại lý cũng chúc cho công ty là luôn luôn thành đạt, luôn ra sản phẩm tốt để phục vụ cho nông dân, rồi hỗ trợ cùng nhau với đại lý phát triển. Thì thấy mà có thần tài tới mà ngay ngay mùng 9 vậy là dạ, là vui rồi, là thấy là có tài lộc tới rồi đó. Rồi cảm ơn nhiều, cảm ơn công ty. Đến tất toàn thể anh em trong công ty ha, giờ năm mới giờ dài dài về sau thì mình đã gắn bó với nhau, đồng hành với công ty bán hàng cho nó chạy nhiều hơn, chị cũng mong là vậy thôi. Dạ, chân thành cảm ơn chị ạ. Kim Tú xin mời tất cả quý vị cùng với người bạn đặc biệt của Phú Nông sẽ đến khai xuân mang nhiều tài lộc đến cho nhà phân phối Hải Hạnh, một khách hàng thân thiết của Phú Nông quý vị nhé. Thần tài tới chị ơi. Chào thần tài. Chào, chúc mừng năm mới. Nhân dịp mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn ha, công ty Phú Nông có gửi một phần quà may mắn đến cho quý cửa hàng đại lý vật tư nông nghiệp Hải Hạnh. Chúc cho cửa hàng mình và gia đình năm mới vạn sự như ý và an khang thịnh vượng nha. Rồi. Chị cảm ơn anh em, cảm ơn công ty Phú Nông, chúc công ty Phú Nông năm mới phát tài, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Anh chị Nam ơi, có nhà không anh chị Nam ơi? Thần tài tới nè. Ôi, có. Dạ rồi. Chào đón thần tài mới được. Thần tài Phú Nông tới nè chị. Chúc mừng năm mới chị ơi. Chúc mừng năm mới anh chị. Rồi anh chị cũng có lời chúc chúc công ty Phú Nông mình năm mới là phát tài ha, mừng ăn là phát lạc lên ha, vạn sự như ý. Rồi, cảm ơn anh chị.